Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2021, tỉnh Bến Tre có thêm 60 ca dương tính mới. Các ca mắc mới có địa chỉ cư trú như sau: thành phố Bến Tre 10 ca, phường Phú Tân 1 ca ở khu phố 2, ca nhiễm được phát hiện qua test nhanh; xã Phú Khương 2 ca, cư trú ấp Phú Thành. Cả hai trường hợp đều có tiếp xúc với ca F0, test nhanh dương tính. Phường An Hội 1 ca, cư trú tại khu phố 7, là người về từ thành phố Hồ Chí Minh, test nhanh dương tính. Xã Bình Phú 4 ca, 2 ca ở ấp Bình Công, 1 ca test nhanh dương tính. Ca còn lại tiếp xúc với F0, 2 ca ở ấp Bình Thành, 1 ca đang sống tại một nhà trọ trên địa bàn, có tiếp xúc với F0. 1 ca đến bệnh viện lấy mẫu PCR dịch vụ, phát hiện dương tính. Xã Sơn Đông 2 ca, cùng cư trú địa bàn ấp 1, 1 ca đang sống tại một nhà trọ và 1 ca sau khi có triệu chứng đến bệnh viện khám sàng lọc, kết quả dương tính. Huyện Bình Đại 22 ca, trong đó xã Thạnh Trị 5 ca, cùng cư trú ở ấp 4 đều được phát hiện qua test nhanh. Xã Tam Hiệp 1 ca, cư trú ấp 1, kết quả test nhanh dương tính. Xã Bình Thắng 8 ca, 3 ca cư trú tại ấp 3, 4 ca cư trú ấp 2 và 1 ca cư trú ấp 4. 8 trường hợp mắc mới của xã Bình Thắng đều có tiếp xúc với F0. Xã Thừa Đức 2 ca, cư trú ấp Thừa Thạnh, xã Giang Quế Tây 1 ca, cư trú ấp Dinh Châu. Cả 3 trường hợp này có tiếp xúc với F0, xã Phú Long 4 ca, cùng cư trú ấp 1, đều có về trạm y tế xã Châu Bình, huyện Dòng Trơm tiêm ngừa và có ghé nhà F0. 1 ca, cư trú tại ấp 2, xã Bình Thới, là trường hợp của một người làm nghề mua bán tôm từ địa phương đến chợ Bình Điền. Khi về đến cầu Rạch Miễu, test nhanh dương tính. Huyện Châu Thành 3 ca gồm xã Quế Sơn 1 ca, sống ở một nhà trọ thuộc ấp 4, xã Phú Túc 1 ca, cư trú ấp Phú Hòa, xã Tiên Long 1 ca, cư trú ấp Tiên Chánh. 3 trường hợp mắc mới của huyện Châu Thành đều có tiếp xúc với F0. Huyện Dòng Trơm 19 ca, cụ thể xã Tân Lợi Thạnh 1 ca, cư trú ấp 4, phát hiện qua test nhanh. Xã Long Mỹ 1 ca, cư trú ấp Mỹ Hòa, là người về từ tỉnh Long An, test nhanh dương tính. Xã Lương Phú 2 ca, cùng cư trú ấp 8, xã Thạnh Phú Đông 1 ca, cư trú ấp 2A, xã Tân Hào 4 ca, cùng cư trú ấp 13, xã Hưng Lễ 1 ca, cư trú ấp 9, xã Phước Long 5 ca, 2 ca cư trú ấp 3, 1 ca cư trú ấp 5 và 2 ca cư trú ấp 7, xã Bình Hòa 2 ca, cùng cư trú ấp Kinh Trong, xã Bình Thành 2 ca, cùng cư trú ấp 2, đều có tiếp xúc F0. Huyện Chợ Lách 1 ca cư trú, xã Hưng Khách Trung B, ca nhiễm đến bệnh viện lấy mẫu PCR dịch vụ, phát hiện dương tính. Huyện Mỏ Cày Bắc 1 ca cư trú tại xã Phước Mỹ Trung, người này sau khi có triệu chứng đến bệnh viện khám, test nhanh sàng lọc dương tính. Huyện Ba Tri 3 ca, trong đó xã An Ngãi Tây 1 ca, xã Phú Lễ 1 ca, xã Mỹ Hòa 1 ca. 3 trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch công ty khu công nghiệp Giao Long. Huyện Thạnh Phú 1 ca cư trú tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, là trường hợp liên quan đến ổ dịch công ty khu công nghiệp Giao Long. Trong số 60 ca mắc mới, có 35 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 3.389 ca, cộng dồn số ca ra viện là 2.343 ca, cộng dồn số ca tử vong là 54 ca. Toàn tỉnh có 5.802 trường hợp đang cách ly, trong đó F1 2.912 trường hợp, F2 2.645 trường hợp, người về từ vùng dịch 245 trường hợp, cách ly tại cơ sở y tế 8 trường hợp, cách ly y tế tập trung 1.232 trường hợp, cách ly y tế tại nhà nơi cư trú 4.562 trường hợp.